Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao nguyện vọng hỏa táng của ông Hồ Chí Minh vẫn chưa được thực hiện. Nhân ngày giỗ lần thứ 54 của ông Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 9 năm 69, mùng 2 tháng 9 năm 23, có một tin đáng quan tâm. Đó là từ năm 2019, ông Nguyễn Đình Bin, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đã gửi bản kiến nghị về việc thực hiện đúng di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ông Nguyễn Đình Bin, đơn kiến nghị này đã được gửi tới bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cùng với các đại biểu Quốc hội khóa 14, kiến nghị về việc thực hiện đúng di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Đình Bin, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Đơn kiến nghị có đoạn viết rằng, vừa qua tôi có trình lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kiến nghị với nội dung nói trên. Và tôi đã nhận được công văn số 299 vào ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ban Dân nguyện Quốc hội do Trưởng ban Nguyễn Thanh Hải ký, thông báo Chủ tịch Quốc hội đã nhận được thư kiến nghị và xin trân trọng gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội đến ông cùng toàn thể gia đình. Nhưng kể từ tháng 8 năm 2019 cho đến nay, kiến nghị này của cựu Thứ trưởng Nguyễn Đình Bin cũng rơi vào quên lãng, chẳng thấy ai quan tâm hay nhắc tới vấn đề nhạy cảm này. Và sự việc cứ thế bị trôi đi. Đến nay đã 54 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, người đặt nền móng cho chế độ Cộng sản Việt Nam đã qua đời. Nhưng thi hài của ông vẫn còn đang trưng bày trong lăng đặt ở quảng trường Ba Đình, bất chấp di nguyện được hỏa táng, mà ông viết rất rõ ràng trong di chúc của mình. Di chúc của ông Hồ Chí Minh đã nêu mong muốn của ông, mà cụ thể ông đã ghi như sau. Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là hỏa táng. Tôi mong rằng cách hỏa táng sau này sẽ được phổ biến, vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng. Khi ta có nhiều điện, thì điện táng càng tốt hơn. Dù thừa nhận đây là một vấn đề của lịch sử để lại, vào thời kỳ phong trào các quốc gia theo đường lối cộng sản chiếm phân nửa địa cầu là đối trọng đối với tư bản do Mỹ dẫn dắt. Khi đó, ở các quốc gia theo chế độ cộng sản, thì lãnh tụ là biểu tượng tinh thần hết sức quan trọng. Niềm tin vào lãnh tụ và biểu tượng của lãnh tụ là sức mạnh để tập hợp các lực lượng, để tạo sức mạnh cho chế độ Cộng sản nói chung và Cộng sản Việt Nam nói riêng. Hình ảnh di nguyện được hỏa táng sau khi qua đời của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam. Lăng Lenin hay lăng của lãnh tụ Cộng sản Bulgari Dimitrov được xây vào năm 1949 đều với mục đích như vậy. Còn lăng Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng tại Hà Nội từ năm 1973, sau gần 9 tháng kể từ khi Hiệp định Paris được ký kết. Lúc đó, người Mỹ đã rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, nhưng hai miền Nam Bắc vẫn trong tình trạng chiến tranh. Đó là một trong những lý do vì sao, mặc dù di nguyện của ông Hồ Chí Minh viết trong di chúc là được hỏa táng, nhưng Ban chấp hành Trung ương Đảng lúc bấy giờ quyết định gìn giữ thi hài của ông Hồ Chí Minh. Họ đưa ra lý do vì đồng bào miền Nam chưa được gặp mặt, chưa được thấy mặt tận mắt ông Hồ Chí Minh. Do đó, ông Tổng Bí thư thứ nhất, ông Bí thư thứ nhất Lê Duẩn và Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định xây lăng để giữ gìn và bảo quản thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu như vậy, đến nay rõ ràng, đồng bào miền Nam cũng đã hết muốn gặp, hết muốn thấy tận mắt ông Hồ Chí Minh. Hơn nữa, di hài của ông Hồ thực chất chỉ là một khối xác vô hồn. Vậy tại sao di nguyện hỏa táng của ông Hồ sau 54 năm vẫn chưa được ban hành ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thực thi? Trong lúc đó ở Bulgaria vào năm 1999, lăng lãnh tụ Cộng sản Dimitrov đã bị phá dỡ. Theo Đài Á Châu Tự Do, nữ chuyên gia chuyên nghiên cứu về Hồ Chí Minh, bà Olga nói rằng Đảng và Chính phủ Việt Nam họ muốn duy trì di sản của chế độ. Những nhà lãnh đạo muốn thể hiện rằng họ là trung tâm của tôn giáo chính trị ở các quốc gia đó. Hình ảnh thi hài ông Hồ Chí Minh. Vẫn theo bà Olga nhận định, Đảng phải giữ mối liên hệ giữa người sáng lập ra nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam và người dân. Đây là điều cần thiết để duy trì hệ thống xã hội chủ nghĩa trong tình hình đang thay đổi. Một nguyên nhân khác khiến cho lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cố giữ gìn thi hài Hồ Chí Minh
là vì xác của một số lãnh tụ cộng sản khác như Mao Trạch Đông, Lenin, Kim Jong-un của Bắc Hàn vẫn tồn tại. Việt Nam sẽ rất khó xử nếu là quốc gia đầu tiên đem chôn cất hoặc hỏa thiêu ông Hồ Chí Minh rồi giải ra ba miền như ông muốn. Trên thực tế, từ sau khi Liên Xô tan rã, các nước theo chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ và hết vai trò. Vào năm 1991, dư luận Nga đã bắt đầu đề cập đến chuyện chôn cất Lenin. Vào năm 2015, có đến hơn một nửa dân số Nga đồng thuận với ý tưởng này. Bộ trưởng Văn hóa Nga thậm chí còn phát biểu rằng đã đến lúc chôn cất Lenin. Trong khi đó, ở Việt Nam hiện nay, hình ảnh cũng như đạo đức của ông Hồ Chí Minh đang dần dần héo khô đi. Trong một xã hội mà tính đảng đã trở nên cạn kiệt, hầu hết các quan chức tham nhũng cộng cán mới ra tòa gần đây đều từng là những cá nhân ưu tú, thấm nhuần đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh. Do vậy, duy trì biểu tượng Hồ Chí Minh đã rất lỗi thời và cực kỳ tốn kém, và nó đã bị thực tế phủ nhận trên mọi phương diện. Những người cộng sản Việt Nam thường xuyên học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông Hồ Chí Minh có nguyện vọng được hỏa táng, lý do gì mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ đến nay vẫn không chịu thực hiện di nguyện đó của ông? Xin hãy để cho ông Hồ Chí Minh có quyền chết được nhắm mắt, được an táng như một con người bình thường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de hôm nay với bản tin Vì sao nguyện vọng hỏa táng của ông Hồ Chí Minh vẫn chưa được thực hiện. Tranh cướp đồ cúng cô hồn và trách nhiệm của nhà nước, của dân, do dân và vì dân. Ngày rằm tháng 7 vừa qua, một sự kiện hy hữu đã xảy ra ở quận 6 Sài Gòn. Đó là việc hàng trăm người tập trung trước cổng thẩm mỹ viện Chetty Anger để chờ đợi nhận gạo, tiền từ thiện. Một đoạn video dài 3 phút lan truyền trên mạng xã hội Facebook vào ngày 1 tháng 9 thấy cảnh hàng trăm người chen lấn, giành giật hàng phát trần. Thậm chí nhiều người tràn ra đường, xô đẩy nhau, xô cả rào chắn inox trong sự bất lực của lực lượng công an và nhân viên bảo vệ. Theo tờ báo Việt Nam Express cho hay, trước đó thẩm mỹ viện GT Anger thông báo sẽ tổ chức phát quà từ thiện gồm 2,5 tấn gạo và 500 phong bì có giá trị 300.000 đồng mỗi phong bì. Nhưng do không lường hết được người dân đến nhận phần quà quá đông, vì số phần quà ít hơn số người có mặt nên đã xảy ra hỗn loạn. Cảnh tượng hỗn loạn trong buổi phát tiền từ thiện trước thẩm mỹ viện Chetty Anger. Sau sự việc xảy ra, trên trang Facebook của thẩm mỹ viện này đã thông báo bày tỏ lời xin lỗi người dân đã đến mà không nhận được quà. Thẩm mỹ viện cho biết chính quyền địa phương yêu cầu dừng lại không được phát phong bì vì sẽ xảy ra lộn xộn nên chúng tôi buộc phải chấp hành, không còn cách nào khác. Được biết, trong lúc chen lấn hỗn loạn, đã có một số người bị ngất xỉu và một số người quá khích cầm dao đe dọa nhân viên thẩm mỹ viện đã khiến buổi phát tiền phải dừng lại. Cùng ngày, báo Tuổi Trẻ đã ghi nhận có một số vụ việc tương tự ở các địa điểm phát trần của thành phố, như vụ giật đồ cúng cô hồn phường 16 quận 11, dẫn đến việc một nhóm thanh niên mang theo mã tấu chém bị thương 3 người. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 31 tháng 8 tại tiệm bán sơn nước trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 11. Khi chủ cửa hàng cúng xong, con heo quay còn chưa tàn hương, thì xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng hơn chục người, chuyên đi giật đổ cúng cô hồn. Đi trên nhiều xe gắn máy, đi ngang qua thấy cúng, nên dừng lại chờ để giật thịt heo. Khi chủ cửa hàng chia cho nhóm này một cái đầu heo, lúc đó đã có chuyện lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn với một người chạy xe ba gác ở khu vực. Tức giận, nhóm thanh niên này lên xe rời đi và 15 phút sau quay lại với hung khí lao vào chém tài xế xe ba gác. Hai khách ngồi cùng tài xế cũng bị chém thành bị thương. Đây là vấn đề xã hội mà chính quyền các cấp cần phải quan tâm để có biện pháp giải quyết. Đừng để chỉ vì vài ký gạo, vài trăm ngàn đồng từ thiện mà khiến người dân sẵn sàng chen vào, xâm lấn, xô đẩy cổng rào chắn, kể cả có sự có mặt của lực lượng công an, dân phòng. Để giành được quà, người dân bất chấp tất cả, không chịu xếp hàng. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Mấy năm nay ở Nhật bị sóng thần đã làm tan hoang các thành phố làng mạc. Song ở các điểm phát chuẩn, người dân Nhật Bản vẫn kiên nhẫn xếp hàng, có thứ tự, hoàn toàn không có hiện tượng tranh cướp như ở Việt Nam. Có lẽ cái gốc của vấn đề là sự nghèo đói, và sự giáo dục đạo đức cho dân chúng ở Việt Nam
đã không được quan tâm đúng mức, đã khiến cho sự liêm sỉ của con người bị vật chất lấn át. Đừng nói người dân bình thường, mà ngay cả những cựu chiến binh từng hy sinh xương máu cho chế độ cũng như vậy. Theo tờ báo Dân Trí ra vào ngày 8 tháng 2, trong bài viết với tiêu đề "Nỗi thấu khổ người bệnh binh giữa thủ đô thèm bữa cơm có thịt", bài báo cho biết cựu chiến binh Hoàng Công Đức ở số 8 ngách 87, phường Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội nói: "Bao năm chinh chiến, tôi không sợ đói khổ, chỉ thương bà ấy và thằng con bệnh tật. Giá mà có chút tiền để bữa cơm của hai mẹ con có tí thịt thì đỡ xót lòng." Bài viết về bệnh binh trên báo Dân Trí. Một đất nước với những vấn đề xã hội nhỏ như thế mà không được giải quyết. Vậy mà những năm gần đây, hội nghị nào người ta cũng thấy ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố theo lối khoe khoang rằng đất nước của chúng ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, trong khi còn nhiều triệu đồng bào Việt Nam vẫn còn phải vật lộn với cơm, áo, gạo, tiền. Họ chỉ dám mơ một bữa cơm của vợ con có chút thịt. Thì thưa hỏi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông và các đồng chí của ông đang chiến đấu vì cái gì? Đã làm gì cho nhân dân đất nước hay chưa? Hay chỉ biết bốc phét để mà mị dân? Đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày nay, và chính quyền ở Việt Nam là của dân, do dân và vì dân, bằng những lời sáo rỗng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin "Tranh cướp đồ cúng cô hồn và trách nhiệm của nhà nước, của dân, do dân và vì dân".